Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phó Thị trưởng thành phố Westminster Chi Charlie Nguyễn. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Mục đích cũng giống như những lần trước, chúng tôi muốn đưa lại cho quý vị những cái tin tức cập nhật ở trong quận hạt cũng như là thành phố Westminster. Những cái tin tức này chúng tôi thiết nghĩ rằng nó sẽ đi vào trong cái sự mà cần thiết của một số người. Nếu nó không là những cái gì đến với tất cả quý vị thì xin quý vị thông cảm. Điều thứ nhất là chúng tôi xin được thưa về quý vị là có nhiều cái chương trình khác nhau. Cái chương trình thứ nhất mà chúng tôi muốn nói tới đó là chương trình tái mở cửa kinh doanh dưới cái dạng màu tím cho các quận hạt tại miền Nam California. Như quý vị biết là trước kia ở ngay tại quận hạt Orange County thì đã là từ màu tím sang tới màu đỏ, nhưng rồi bị đóng cửa trở lại. Và chính vì như vậy mà chúng ta bị kiệt quệ trong cái vấn đề mà tình trạng mở cửa của các tiểu thương. Nhưng mà vừa mới đây thì bên tiểu bang đã cho mở cửa trở lại. Nhưng mà thưa với quý vị, được mở cửa trở lại dưới cái dạng màu tím. Vì thế cho nên là nhiều cái sinh hoạt trong quận hạt cũng như là thành phố bị giới hạn nếu mà chúng ta còn đang ở trong cái dạng của màu tím. Chúng tôi nói như vậy là chúng quý vị biết rằng là có những cái màu chúng ta được sắp hạn từ màu tím, rồi màu đỏ, màu cam sang tới màu vàng. Nếu mà chúng ta đi tới màu vàng là có nghĩa là chúng ta được trở lại sinh hoạt bình thường. Cho nên thưa với quý vị, chúng ta cũng cố gắng làm sao để mà giảm thiểu về cái con số mà miễn nhiễm hàng tuần. Thì là bên tiểu bang cũng như quận hạt vẫn phải tiếp tục để mà theo dõi cái con số này. Nếu chúng ta giảm bớt xuống được thì chúng ta sẽ giảm từ màu tím sang tới màu đỏ và sang tới màu cam rồi tới màu vàng. Thì chúng ta cũng mong được như vậy. Cho nên chúng tôi cũng xin được nhắn với quý vị rằng là nếu quý vị đi ra ngoài thì xin quý vị hãy mang theo khẩu trang cũng như là giữ cái khoảng cách để chúng ta có thể trở lại cái sinh hoạt bình thường trong trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái điểm thứ nhất chúng tôi muốn nói tới. Và chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại bây giờ đó thì là các nhà hàng hoặc các nơi thờ phượng cũng như là các phòng tập thể thao hoặc là các rạp chiếu phim chỉ được mở cửa bên ngoài mà thôi. Nhưng mà bên vấn đề shopping centers hay là các tiệm mà bán lẻ đó thì được mở với cái giới hạn là 25% khách được vào bên trong. Còn là các chợ hoặc là các cửa hàng mà tạp hóa đó thì có thể lên tới 50% khách hàng có thể đi vào bên trong. Cho nên quý vị thấy rằng là có những cái cửa hàng họ chặn, họ không cho quý vị vào là bởi vì trong số người đã vào trong đó đầy đủ rồi. Cho nên họ phải đi theo cái quy luật đó. Tuy nhiên, các tiệm tóc và tiệm nail thì lại hoặc là những cái tiệm mà săn sóc về da hoặc là massage có được quyền mở bên trong. Nhưng mà tất cả những cái điều mà chúng tôi mới nói ở đây, quý vị được mở cửa nhưng mà phải theo cái đề nghị an toàn đã được ấn định bởi tiểu bang hoặc là quận hạt hoặc là thành phố. Xin quý vị hãy cố gắng theo những cái đề nghị đó. Nếu mà quý vị cần biết thêm tin tức, quý vị có thể vào trong cái trang nhà quý vị đánh vô là California Department of Public Health, hoặc là nếu mà quý vị ở thành phố Westminster mà muốn biết thêm luật lệ đó thì quý vị cũng có thể gọi về cái số điện thoại là 714-548-3246 để mà biết thêm chi tiết. Vâng, xin được cảm ơn quý vị cho cái phần 1. Phần thứ hai là về cái chương trình Sở Y tế quận Cam chích ngừa vaccine chống lại cái COVID-19. Thưa với quý vị, cái chương trình này thì là chúng tôi đã nói trong lần trước, những chương trình này được miễn phí và được tổ chức cho những người mà hiện tại bây giờ là những nhân viên y tế hoặc là 65 tuổi trở lên thì được ưu tiên. Và quý vị thì biết rằng là trong những ngày vừa qua đó ở hai địa điểm đã được bắt đầu, địa điểm Disneyland đã được bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 vừa qua. Và địa điểm thứ hai là tại Soka University ở Aliso Viejo cũng đã được mở cửa vào ngày 23 tháng 1 để mà đón tiếp những người mà chúng tôi mới nói trên. Thưa với quý vị, nhưng mà nếu mà quý vị muốn được thì quý vị phải ghi danh trước khi mà quý vị tới cái địa điểm đó. Và cái ghi danh thì quý vị có thể vào cái trang nhà nó gọi là otina.com. Quý vị đánh vần là othina.com. Thì thưa với quý vị,
trong cái website này chúng tôi biết rằng là nó có nhiều cái trở ngại cho những người lớn tuổi, bởi vì thứ nhất là về internet, thứ hai là quý vị phải vào trong đó ghi danh rồi phải cho email, với là nhiều cái vấn đề nó cũng rắc rối cho những quý vị lớn tuổi từ 65 tuổi trở lên. Chúng tôi biết rằng là những cái đó là những cái khó khăn của quý vị. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà quý vị cần giúp thì quý vị cũng có thể gọi về cho cái văn phòng thư ký của dân cử của thành phố Westminster, đó là số điện thoại 714-548-3178, 714-548-3178. Từ cái giờ làm việc là 8 giờ sáng cho tới 1 giờ trưa trong các ngày làm việc. Và thưa với quý vị, cái việc mà chúng tôi cố gắng để mà giúp đỡ cho quý vị là ghi danh cho quý vị, để rồi quý vị có thể có được cái chương trình mà gọi là chích ngừa miễn phí. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nói cho quý vị biết rằng là ngoài hai cái điểm lưu động, ngoài hai cái địa điểm mà chúng tôi nói mới đây đó, thì hiện nay chúng tôi biết được quận Cam cũng đang là cố gắng để mà có những cái địa điểm lưu động cho những cái khu vực gọi cao niên. Thì nếu chúng tôi có những cái tin tức đó, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sau. Cái chương trình thứ ba mà chúng tôi muốn nói tới là cái chương trình thử nghiệm COVID testing tại thành phố Westminster. Đây nó không phải là cho những người ở trong thành phố, nhưng mà cho cả quận. Cho nên tất cả, mà cũng không có giới hạn về cái vấn đề lứa tuổi. Cho nên những ai mà cảm thấy rằng là mình có cái nguy cơ là sẽ bị nhiễm cái bệnh dịch COVID-19, hoặc là quý vị có tiếp xúc với những người mà sau này quý vị biết rằng người đó là cái người họ đang bị cái chứng bệnh đó, thì quý vị nên đi tới đó để thử. Nhưng mà một điều chúng tôi xin được nhắc với quý vị là trước khi đi, quý vị cũng cần là ghi danh trước. Thì quý vị vào trong nếu mà quý vị có internet, quý vị vào trang mạng, quý vị đánh vào là 360 clinic, rồi từ đó nó sẽ dẫn quý vị vào để làm appointment. Rồi thì cái chương trình đó được mở cửa, và như nãy chúng tôi nói là ngay tại thành phố tòa thị chính Westminster, 8200 đường Westminster, thành phố Westminster. Và sẽ mở cửa vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Xin quý vị nếu cần thì cứ việc vào trong cái trang nhà và ghi danh. Cái chương trình thứ tư chúng tôi muốn nói tới là thành phố Westminster đã đóng cửa, đóng sổ nhận đơn về cái vấn đề mà giúp 3 tháng tiền nhà. Như chúng tôi đã thông báo trước đây đó, là cái này là đợt thứ hai. Những người mà đã xin đợt thứ nhất thì đã được rồi. Đây là đợt thứ hai được mở rộng cho những người mà trong lần trước đã được rồi thì lần này không được. Mà quý vị xin đó, thì là nếu quý vị hội đủ điều kiện là trong cái thời kỳ vừa qua quý vị đã bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19 mà nó làm cho quý vị không có đủ khả năng để trả tiền nhà hay là tiền thuê mướn đất ở trong những khu mobile home, thì quý vị cũng có thể nộp đơn. Và tới giờ này thì xin thưa với quý vị là ngày 28 tháng 1 vừa qua đã chấm dứt cái việc đó. Chúng tôi chỉ có muốn nói thêm cho quý vị rằng là nếu quý vị đã là những người nộp đơn rồi thì cái giai đoạn kế tiếp là họ sẽ bốc thăm và cứu xét đơn của quý vị, và nếu cần hoàn tất thủ tục để mà chấp thuận cho quý vị thì họ sẽ làm việc đó. Và rồi thì là từ tháng 3 tới tháng 6 là họ sẽ trả tiền trực tiếp cho chủ nhà hoặc chủ đất. Và nếu mà quý vị được chuẩn thuận thì 3 tháng đó quý vị không phải lo. Mỗi tháng là được 1.500 và 3 tháng là tổng cộng 4.500 đồng. Khi chúng tôi nói tới cái vấn đề này thì chúng tôi cũng muốn nói luôn là những người mà ở trong cái quận Orange County này mà không ở trong những cái vùng lân cận ở đây mà là ở Buna Park, chúng tôi cũng xin được thông báo cho quý vị là những cư dân của Buna Park cũng được nhận cái chương trình trợ giúp mà thuê mướn tiền nhà giống như là cái chương trình mà chúng tôi mới nói. Có nghĩa rằng là hiện nay thì Buna Park cũng đã có cái chương trình đó và họ đã có cái đơn rồi. Đơn đó quý vị có thể lấy ở trên trang mạng, là vào trang nhà của Buna Park. Hơi dài cho nên chúng tôi không đọc được hết ở đây, nhưng mà cũng cái chương trình tương tự như vậy cho 3 tháng tiền nhà
và chỉ cho cư dân của Bonaparte mà thôi nhé, thưa với quý vị. Và dĩ nhiên quý vị phải bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19. Đơn thì đã có trên trang mạng, và hoặc là quý vị nếu mà không có vào trang mạng được thì quý vị có thể lấy ngay tại tòa thị chính của Bonaparte, quý vị tới đó để xin đơn. Nhưng mà cái trường hợp này nó khác hơn, là ai tới trước nộp đơn trước sẽ được cứu xét trước, và khi họ cứu xét rồi thì mà họ đã cho đủ rồi thì họ không còn cứu xét nữa. Cho nên chúng tôi thưa với quý vị là nếu quý vị ở trong cái tình trạng đó và muốn xin được cái sự giúp đỡ thì quý vị hãy cố gắng làm ngay bây giờ. Quý vị hãy dùng internet để lấy xuống, tải xuống cái đơn đó ghi, và ngày mùng 1 tháng 2 tới đây từ 8 giờ sáng là họ đã sẽ nhận đơn của quý vị. Mùng 1 tháng 2 họ sẽ nhận đơn của quý vị. Và chúng tôi đề nghị là quý vị hãy nộp đơn ngay để chúng ta có thể dễ dàng được cứu xét. Vâng, nếu mà quý vị có những câu hỏi tiếp tục về những cái vấn đề này, quý vị có thể gọi số điện thoại là 714-562-3588, 714-562-3588 là cái chương trình phụ trách cho cái tiền nhà của Bonaparte. Và một điểm khác chúng tôi muốn nói tới là thành phố Westminster cũng sắp sửa có tổng quản trị mới. Như là quý vị biết là hội đồng thành phố gồm có thị trưởng như phó thị trưởng, và các nghị viên cũng đã đi qua 2 ngày để mà interview để có một vị tổng quản trị mới chính thức làm việc cho thành phố Westminster. Trong một năm vừa qua thì quý vị thấy rằng là hội đồng thành phố cũng đã gọi là bổ nhiệm một người để làm thời gian tạm thời cho tới khi chúng ta muốn được một người chính thức, và chúng tôi đã đi qua cái interview đó. Nếu không có trở ngại gì, hiện nay thì là vẫn còn đang cứu xét về cái vấn đề lý lịch toàn diện. Nếu không có gì thì quý vị sẽ nghe được là thành phố Westminster sẽ có một vị tổng quản trị mới, và hy vọng rằng vị tổng quản trị này sẽ làm việc để giúp đỡ cho thành phố của chúng ta lên một cái bậc cao hơn và tốt đẹp hơn nữa. Một cái chương trình khác chúng tôi cũng nói tới là cái chương trình trợ cấp về cứu trợ của tiểu bang về các tiểu thương hoặc là các hội từ thiện cho đợt 2. Thưa với quý vị, trong đợt vừa qua là đợt 1 chúng tôi đã thông báo và có rất nhiều người cũng đã nộp đơn để xin. Nhưng chúng tôi cũng có nhận là được một số điện thoại sau này vẫn muốn làm nhưng mà lúc đó hết hạn rồi. Hoặc là quý vị đã nộp đơn rồi mà chưa có được cứu xét. Thì thưa với quý vị, nếu quý vị đã nộp đơn rồi thì quý vị không cần phải nộp đơn lại cho lần thứ hai này, bởi vì họ sẽ tiếp tục để mà cứu xét cái đơn của quý vị. Tuy nhiên những người mà chưa có làm đơn thì quý vị có thể làm đơn để xin cái khoản tiền trợ giúp là từ 5.000 cho tới 25.000. Và cái số tiền đó là dựa trên cái tiền mà thu nhập hàng năm của quý vị. Thí dụ như là quý vị là một cái công ty lớn hơn, quý vị thu nhập nhiều hơn thì quý vị có thể được xin được cái số tiền nhiều hơn. Nhưng mà ít nhất là quý vị cũng có thể xin được từ 5.000 đồng. Và chắc chắn rằng những cái chương trình mà chúng tôi nói ở đây là chương trình đang là phụ giúp cho cái chương trình mà gọi là bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch. Và cái chương trình mà cái đợt 2 này đã, thưa với quý vị, là vào ngày mùng 2 tháng 2 tới đây họ sẽ nhận đơn. Và chúng tôi xin được nhắc rất là rõ ở chỗ điểm này, cái chương trình đợt 2 này nó rất là ngắn hạn, nó chỉ có từ ngày mùng 2 tháng 2 cho tới ngày mùng 8 tháng 2 mà thôi, chỉ có 6 ngày như vậy. Cho nên nếu mà quý vị là muốn nộp đơn để xin cái chương trình này thì quý vị phải làm ngay để chúng ta có thể nộp đơn vào. Thì quý vị có thể lên cái trang nhà được gọi là CAReliefGrant.com, CaliforniaReliefGrant.com đó, thưa với quý vị. Thì nếu mà có những cái gì mà thắc mắc nữa thì quý vị có thể đánh vào là California Small Business COVID-19 Relief Grant Program, thì quý vị sẽ vào trong đó sẽ có nhiều tin tức để biết cập nhật cho quý vị. Cái chương trình khác mà chúng tôi muốn nói tới nữa là cái chương trình trợ cấp cứu trợ khẩn cho người thuê nhà của quận Cam nha. Cái này không phải là của thành phố nào nhưng mà của quận. Cái tin tức chương trình này rất là mới. Quận Cam cũng đã mới được một số tiền, cho nên bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 này cho đến hết ngày 28 tháng 2
thì là quận Cam sẽ có một cái chương trình là hỗ trợ mà chi trả cho cái tiền thuê nhà hoặc là điện nước cho những người mướn nhà mà không trả nổi trong thời gian qua. Có nghĩa chúng tôi nhấn mạnh trong thời gian qua, có nghĩa là quý vị đã không trả nổi, quý vị đang mang nợ, thì bây giờ đó là cái chương trình này họ cứu xét đơn của quý vị, họ trả lại cho cái chủ nhà trong những cái tháng ngày mà hoặc là tiền điện tiền nước mà quý vị không trả được. Cái chương trình này không phải là cái chương trình cho những tháng tới, họ không cứu xét quý vị đang bị lâm vào cái cảnh này cho những tháng trước hoặc là trả cho những tháng trước như là những cái chương trình mà chúng tôi mới nói vừa qua, nhưng mà chương trình này đặc biệt trả ngược lại những cái gì mà quý vị đang mang nợ. Thì họ giúp cho quý vị, mà chương trình này có thể lên tới 10.000 đồng. Cho nên quý vị có thể nộp đơn từ tháng ngày 1 tháng 2 cho tới ngày 28 tháng 2 là hết hạn nha quý vị. Nếu mà quý vị có cần liên lạc thì quý vị vào cái trang nhà là era.211oc.org, hoặc là quý vị có thể text về cái số điện thoại là 898211, hoặc cần thiết hơn quý vị có thể gọi điện thoại bấm vào số 211 thì quý vị sẽ biết thêm chi tiết. Dĩ nhiên chương trình này họ cho cái số tiền mà up to 10.000 đồng như vậy đó, thì là nó dựa vào cái số người trong gia đình của mình. Thí dụ như một người á, thì là cái lương hàng năm của mình chỉ có giới hạn là từ 71.750.000 mà thôi, hoặc là hai người thì tới 82.000, ba người thì 92.250. Tất nhiên là quý vị đi vân vân và vân vân, nếu mà quý vị đi qua quá cái con số đó thì quý vị sẽ không có được. 4 người thì là 102.450 đồng, 5 người là 110.650 đồng, 6 người là 118.850 đồng. Nếu mà quý vị dưới con số đó hoặc là bằng con số đó thì quý vị qualify cho cái chương trình này. Và đặc biệt quý vị phải chứng minh được là quý vị bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19 này. Vâng, thưa với quý vị, chắc chắn là chúng tôi nói rất nhiều, nhiều khi quý vị cũng không có nắm vững được, hoặc là những cái website quý vị không có vào được là bởi vì chúng tôi cái website nó dài quá, chúng tôi không có thể đọc được hết cho quý vị. Tuy nhiên những cái này thì chúng tôi cũng đã được viết ra và gửi ra cho báo chí hoặc là những cái tin tức truyền thông họ có thể đọc cho quý vị. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng gắn ở ngay tại văn phòng dân cử của chúng tôi là ở trên lầu của Hồ Tiếu Thanh Xuân trong cái khu Phước Lộc Thọ, là 9191 Bosa Avenue, phòng 204, thành phố Westminster, trên lầu của Hồ Tiếu Thanh Xuân, tất nhiên là đối diện với Phước Lộc Thọ đó thưa quý vị. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và hy vọng rằng quý vị nghe được chương trình này, và nếu mà nó áp dụng vào cái cuộc sống của quý vị thì xin quý vị hãy cố gắng thực hiện ngay để chúng ta có được cái sự cứu xét nó dễ dàng hơn và mau chóng hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.